Vừa qua thì Google đã chính thức phát hành phiên bản hệ điều hành cho thiết bị di động là Android 6.0 hay chúng ta còn gọi là Android Marshmallow. Tuy nhiên chỉ mới cập nhật cho một số dòng thiết bị nhất định, nhưng Android 6.0 cũng sẽ sớm được cập nhật rộng rãi trên nhiều thiết bị cho Android khác. Và điều đáng nói ở đây đó là Android 6.0 đang bước đầu nhận được những lời khen tích cực của giới công nghệ với nhiều tính năng hữu ích được cải tiến. Do vậy thì trong phần thủ tục hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi làm quen với một số tính năng được thay đổi và nâng cấp mới trên phiên bản hệ điều hành này. thưa quý vị theo đánh giá của trang công nghệ CNET thì Android 0 hay Marshmallow mang đến nhiều tính năng mới hữu ích cho gia đình thiết bị chạy Android đang ngày một phát triển hiện nay điểm cải tiến được nhiều đánh giá chính là trợ lý ảo Google Now đã thông minh hơn nhờ vào những cải tiến của tính năng đó là Now on Tap với Now on Tap thì trên Marshmallow ứng dụng trợ lý ảo của Google có thể xác định được những gì trên màn hình của quý vị để cung cấp hành động theo ngữ cảnh dựa trên các thông tin hiển thị Ngoài ra thì phiên bản hệ điều hành này cũng cung cấp cho người dùng nhiều lựa chọn hơn trong việc là cấp phép quyền kiểm soát của ứng dụng cũng như là phần giao diện cho ứng dụng được thiết kế lại. Theo thông tin thì đến thời điểm hiện tại Android 6.0 đã được tích hợp trên Nexus 6B mới, Nexus 5X và HTC One A9. Tất nhiên là sẽ còn nhiều thiết bị khác được cập nhật hay điều hành này nữa, tùy thuộc vào quyết định của nhà sản xuất thiết bị mà chúng ta đang sử dụng. Và hiện tại thì để sẵn sàng chào đón Marshmallow đến với thiết bị của mình Quý vị hãy cùng chúng tôi điểm qua một vài thao tác để làm quen cùng với hệ điều hành này nha Đầu tiên sẽ là tính năng quản lý tập tin Với các phiên bản Android trước thì tính năng quản lý tập tin hoàn toàn đã bị Google bỏ ngỏ Khiến người dùng phải dùng ứng dụng của bên thứ ba Tải về từ Shark Play Tuy nhiên trong Android 6.0 Google đã cung cấp tính năng này dưới dạng cơ bản Đủ để người sử dụng mà không thường xuyên dùng tính năng này có thể sử dụng được để truy cập tính năng thì quý vị hãy vào mục đó là Settings chọn là storage and usb. Và sau đó chúng ta chọn là explore. Sau một vài giây thì màn hình sẽ hiện ra các thư mục, tập tin đang được lưu trữ trong thiết bị và quý vị có thể tiến hành các thao tác như là chúng ta di chuyển, chỉnh sửa, xóa khi cần thiết. Một cải thiện khác đáng lưu ý của Android 6.0 chính là khả năng sao lưu. So với những phiên bản trước thì phiên bản này có khả năng sao lưu ứng dụng với tất cả các thông tin đăng nhập, thiết lập và cập nhật của người dùng lên các ứng dụng Do đó thì sẽ thuận tiện hơn khi chúng ta muốn khôi phục cài đặt lại cho máy bằng những phương pháp sao lưu Để xem bản sao lưu trên Android 6.0 thì chúng ta hãy dùng ứng dụng đó là Try Trong menu quý vị hãy chọn là phần Settings Sau tác vụ cài đặt sẽ có hai tác vụ liên quan đến sao lưu Đó là Backup and Reset và Manage Backup Quý vị hãy click vào mục đó là Manage Backup để xem ứng dụng đã được sao lưu như thế nào Hãy lưu ý rằng là chúng ta chỉ có thể xem mà không được phép tiến hành bất cứ thao tác nào trên bản sao lưu quý vị nha Tiếp theo là một thay đổi khác trong giao diện xóa dữ liệu và cache của ứng dụng trên Android 6.0. Để làm điều này thì chúng ta vẫn có thể vào phần setting trên điện thoại, chọn ứng dụng mà mình cần xóa dữ liệu hoặc cache. Ví dụ với ứng dụng Chrome như thế này. Trong ứng dụng để chọn, quý vị hãy nhấn vào phần tên đó là Storage. Một bản tác vụ sẽ hiện ra. Tại đây thì quý vị có thể chọn các thao tác xóa dữ liệu ở dòng là Clear Data hoặc là xóa cache ở Clear Cache một thao tác cuối cùng mà tôi muốn nhắc đến trong việc thủ thuật làm quen với android 6.0 đó chính là chúng ta hãy tùy biến giao diện thao tác nhanh thông thường thì giao giao diện thao tác nhanh trên android cho phép chúng ta điều khiển nhanh các tính năng như là bật dữ liệu di động hay wi-fi gps và bluetooth tuy nhiên tùy vào thói quen sử dụng của từng người mà họ mong muốn tạo một giao diện thao tác nhanh riêng cho mình do vậy thì chúng ta có thể tùy chỉnh như sau Đầu tiên thì ta phải bật hệ thống UI Turner lên. Để làm điều này thì chúng ta hãy kéo phần tác vụ nhanh ở phần trên thiết bị xuống và giữ khoảng 5 giây ở biểu tượng bánh răng cạnh biểu tượng trạng thái của pin cho tới khi mà hiện ra thông báo đó là Contrast System UI Turner has been added to settings. Sau đó để thao tác trong UI Turner, ta vào setting, kéo xuống phía dưới cùng trong phần system và chọn là System UI Turner. Click vào đó để kích hoạt hệ thống lên. Sau đó quý vị hãy vào System UI Turner và chọn là Quick settings trong giao diện các icon trong giao diện hiện ra thì chúng ta hãy tiến hành là nhấn giữ và kéo các icon đến vị trí mình mong muốn hoặc bỏ nó đi bằng cách kéo thả vào thùng rác ở bên dưới. Nếu như quý vị xóa một tác vụ thì giao diện sẽ xuất hiện một dấu cộng với dòng là Add Title để chúng ta chọn một tác vụ mới mà mình mong muốn mang ra giao diện thao tác nhanh này. Ở quý vị thân mến, trên đây là một số lưu ý để chúng ta làm quen với những thay đổi trên Android 6.0. Và chắc chắn thì hệ điều hành này sẽ còn nhiều cải tiến để cho quý vị tiếp tục khám phá Ví dụ như là tính năng Dozen sẽ giúp tiết kiệm pin hay khả năng nhận diện dấu vân tay. Còn bây giờ thì như thường lệ, mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy tiếp tục gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ là cửa số công nghệ.fbnc@gmail.com. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.